có thể giải thích cho con điểm khác nhau giữa thiền tông Trung Hoa và thiền nguyên thủy Phật giáo hay không và lý do tại sao nhiều tăng sĩ của Phật giáo nguyên thủy à, lại chỉ trích thiền tông Trung Hoa và gán cho thiền tông Trung Hoa là lạc pháp của ngoại đạo Ấn Độ giáo à, rồi uhm, nói như thế này À, có hai cái nó nó khác nhau ha cơ bản à, là được nhiều người nói tới là một á là phật giáo nguyên thủy thiền theo phật giáo nguyên thủy á, là cái kiểu thiền theo phật à, và khi mà nhắc gì bất kỳ cái gì đó thì cũng đối chiếu là phật đã nói cái gì còn thiền tông trung hoa đó thì cái đặc điểm um, đó là thiền theo tổ và khi mà dạy hay hướng dẫn á, đều là tổ nói cái gì một bên là thiền theo phật một bên là thiền theo tổ đó là cái đặc điểm ừ. à, chính bởi vì như vậy đó à, nhiều vị nghiêm khắc nhiều vị nghiêm khắc thì không có đồng ý bởi vì anh tu theo phật ừ, chứ anh không tại tại sao anh lại tu theo tổ tại sao anh không có quan trọng là phật dạy cái gì mà anh lại quan trọng tổ dạy cái gì À, thì đương nhiên là trong cái chuyện mà tổ dạy cái gì đó thì um, những vị bên thiền tông thì uh, sẽ lành hơn công sư. Mặc dù sư cũng có thời gian sư đi theo thiền tông uh, nhưng mà do cái vấn đề nó nhạy cảm cho nên là quý vị có nghiên cứu là quý vị biết. Ừ. Rồi um, một cái nữa đó là thiền theo phật giáo nguyên thủy là thấy rõ bản chất của các pháp nó được cấu tạo ra như thế nào cái cái gì cái gì do nhân nó sanh ra và do nhân gì mà nó diệt đi nha nguyên nhân của nó cái gì nguyên nhân của nó và cái cách để làm điều đó à, và còn thiền tông trung hoa thì đưa lên một cái quan điểm đó là kiến tánh miễn làm bất kỳ cái chuyện gì miễn làm sao kiến tánh được rồi thành ra thiền theo phật giáo nguyên thủy đó thì nó mang cái tính công thức tức là nó được lên bài bản hẳn hôi nó rất là rõ ràng anh phải làm theo từng bước từng bước từng bước để anh đạt được điều anh mong muốn còn thiền tông trung hoa thì do quan trọng cái chuyện kiến tánh cho nên miễn làm sao mà thiện xảo À, để đạt giúp cho người ta kiến tánh thì thôi. Ví dụ như à, đập con chó, chém con mèo, đá cục đá hoặc là chửi hoặc là búng ngón tay à, hoặc là kéo dây cung à, à, đó, miễn bất nói chung là um, nó rất là đa dạng mà miễn làm sao cho người ta kiến tánh thì thôi. À, về cái vấn đề này khi mà sư đi nghiên cứu uh, thiền tông thì sư có hỏi uh, một vị đó làm Tại sao ở Thiền Tông thì nói là kiến tánh thành Phật. Mà từ xưa đến nay, Chư Tổ kiến tánh rất là nhiều, Nhưng mà Phật chỉ có một. Và bây giờ sư để câu hỏi đó để cho quý vị suy nghĩ. Ừ. À, thì sư thấy nó giống như là nó mâu thuẫn nhau. Và vị kia thì vị đó nói là, do mặc dù kiến tánh rồi nhưng mà vẫn phải vung bồi ba la mật thì sư lại có suy nghĩ là nếu như phải vung bồi ba la mật để thành phật thì như vậy anh không được quyền nói kiến tánh thành phật bởi vì anh chưa thành phật à, đó là cái suy nghĩ của sư à, rồi tại sao tại sao mà một số vị lại nói là cái, cái thiền tông trung hoa lại có cái hơi hướng của bà la môn là quý vị nó sẽ như thế này nè. Ở theo Bà La Môn giáo đó họ có quan niệm là nó bản thân mỗi con người chúng ta nó có một cái tiểu ngã. Chúng ta là một phần của Phạm Thiên, tức là một phần của đại ngã. Và cái kiểu mà chúng ta tu, chúng ta làm phước hoặc chúng ta làm bất kỳ cái gì đó nhằm mục đích là để cho cái tiểu ngã này nó hòa hợp với cái đại ngã. Rồi ở trong Bà La Môn họ có một cái quan điểm như vậy là có một cái nha có một cái từ ngã thường hằng bất biến bất nhơ bất tịnh bất tăng bất giảm có gì thấy nó giống cái gì không đó là lý do đấy cái câu này á là cái câu đụng chạm dễ mất chén cơm quá nhưng mà cái câu này á nó có hai cái câu hỏi này nó có hai cái chỗ gọi là hỏi sai cái chỗ thứ nhất á là à nó mất rồi tại sao tăng sĩ của phật giáo nguyên thủy lại chỉ trích tiền thông sai cái chỗ chỉ trích không có chỉ trích thứ hai là gán cho nó mất rồi gán cho tiền thông trung hoa là ngoài đạo không có gán. à giờ tôi mới thấy hay để ý hai cái chữ này à. không, không có chỉ trích vì về viết á mình nói một cái đúng tự nhiên mấy cái sai nó nó lòi ra thôi ở đây là chúng tôi không có ngồi mà chúng tôi rảnh chúng tôi chỉ trích một cái gì cả mà trên cơ bản là mình nói cái đúng thì tự nhiên cái sai nó sẽ bị phân phui ánh sáng lên thì bóng tối tan còn cái chữ gán là không đúng bị sự thật như vậy gán cái gì ví dụ người này tốt mà mình nói người ta xấu thì tôi mới gọi là gán gấp gán áp đặt gán còn này nó không đúng thì nó không đúng thì không phải của đạo Phật thì của ngoại đạo thôi không lẽ của đạo Phật thì nói cái gì đây không lẽ nói của cháu ngoại Phật à, thì phải nói là của ngoại đạo thôi cho nên á còn cái thứ hai là cái tiền tông Trung Hoa và Nguyên Thủy nó khác nhau chỗ nào thì thì Nguyên Thủy là cái tự quý vị gọi chứ tôi không gọi thì Nguyên Thủy mà tôi gọi là Đức Phật này dạy hai phương pháp thực hành đó là Vipassana và Samadhi Rồi chỉ biết hai cái đó thôi Còn ngoài còn ngoài ra đó, Người ta lấy chữ thiền ta gắn vô các pháp A, B, C, D, e, F Thì cái đó là cái chuyện của quý vị Và quý vị thấy hay thì vì học Thì quý vị đi lang mang tôi gắn chịu Quý biết á, cái gì Khó Cái đó khó học Khó theo và khó dành Khó giải quyết chính vì khó cho nên mới có những cái dễ nó lòi ra mà cái chính chính vì cái dễ lòi ra dễ ăn dễ dễ nuốt dễ nhai dễ quá khi cấp bằng thiền luôn á bằng đi hành thiền cấp bằng rồi ha ra có bằng khoe thì cái bắt đầu nhiều người theo cái dễ từ 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 người ta không biết đến cái cái thiệt mà nó khó vì thiền để đắc đạo thành a la hán quý vị tưởng giống như nó là đi chơi mình dạo quanh vườn hoa để người xem bông hay sao cho nên hành thiện không phải là ngồi ăn cục đó ngày mai đắc đạo hay là ngồi, ngồi mát 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 cái tưởng đắc thiền cho nên cái khó đó nó sẽ là làm cho người ta nản người ta ngán như vậy từ bên đó nó, sẽ lồi ra những cái gì mà nó dễ dễ nuốt hơn dễ nhai hơn và khi dễ vậy đó người ta theo nhiều và do không biết cái nào đúng cái nào sai cho nên xu hướng người ta sẽ nhảy vô người ta xài cái dễ cái dễ chứ bị biết thiền là vô ngôn nhưng mà chính vì nó vô ngôn cho nên quá trời sách nói về thiền rất là nhiều hơn sách kinh điển khác nữa thì nó khó quá đi mà khó cho nên sao hành thiền mà đau nhất rồi cứ thầy thiền sư cứ trình bà cứ kêu theo dõi theo dõi nó quan sát quan sát nó không còn kiểu đốn ngộ hay là cái gì đó thì nó, nó dạng nó nó làm cho mình ảo mình ảo rồi mình tưởng cái đó nó nhiệm màu cái okay, không có khỉ thì không được Cho nên mà Mình học mình Biết được Cái thiền nào Cái nào mới Hôm nay tôi cực kỳ không dùng cái từ thiền luôn Tôi dùng Đức Phật này dành hai phương pháp Thực hành Đó là Vipassana Và Samadhi Thậm chí tôi còn không thèm dịch ra tiếng Việt Là Tu niệm sứ hay là À, người ta kêu hay gọi thiền minh sát hay là thiền định thiền quán tôi cũng không dịch luôn cho sivasana cho nó dễ còn vì biết á cái đơn cái chữ chana đó, là thiền đó thôi này mình dịch là thiền đó nó có nghĩa là thiêu đốt phiền não chứ không phải hành thiền để quý vị thành ông này bà nọ quý vị tưởng đắc thiền nhiều người quý vị biết cái người thì đó có ông thầy ông gặp tôi ông nói tôi đắc thơ thiền rồi đó thầy tôi nói đó rồi tôi hỏi ông thầy đắc sơ tiền này đắc chỗ nào nó là ông dạy ông thầy tôi dạy điếm từ 1 đến 100 Mình ngồi thiền mình điếm Điếm từ 1 đến 100 à, Không có bị quên, không có bị lộn, không có bị đứt đoạn Và điếm ngược từ 0 đến 100 trở về không mà Nó không bị mà đọa, gián đoạn à, Là sơ thiền Thì tôi nghe tôi đính tin Tôi không cãi tôi nói Tại vì sao Người ta đã định nghĩa lại Cái từ sơ thiền và Người ta tin đó là đúng cái thời đại bây giờ Đức Phật nguyên tịch 2.500 năm hơn thì tam sao thất bổn người ta định nghĩa lợi tất cả những cái danh từ trong kinh người ta định nghĩa lợi để cho nó thành một cái của người ta và nó gắn cho cái từ là của Phật nếu mà mình không bám sát Bali không bám sát kinh điển của trong kinh tạng là mình dễ đi lang mang và mình không có phân biệt được cái nào đúng cái nào sai bởi vì sau này nó viết sách Người ta dịch lại và người ta Thêm thắt vô người ta biến Cái từ đó thì xài Nhưng mà cái định nghĩa cái gốc ở trong Cái cốt lõi ở trong nó thành một cái khác Giống như nó sơ thiền Mà điếm từ 1 đến 100 điếm ngược là không dấp Là sơ thiền Thì cái chữ sơ thiền vẫn xài Nhưng mà cái Cái định nghĩa về sơ thiền nó đã bị biến đổi rồi Và người ta chỉ xài cái tên mà thôi Thì cái tiền tông trung hoa hay là những cái thiền khác ở bên thái lan những cái thiền đó dùng thì dùng danh từ nếp bàn thiền định thiền này tiền nọ nhưng cái định nghĩa về những cái danh từ riêng trong thiền đã bị biến đổi thành một cái gì đó nó khác đi mà làm cho một là làm cái vị ảo ảo cái gì trên mây á, mà gì không thấy hiểu được không hiểu tưởng ngon tưởng hay tưởng như là cao siêu cái thứ hai làm cho mình dễ hiểu khi mình dễ hiểu mình tưởng à có lý á giống như một tiếng trăm ngon quá ai quý vị ngồi đi rắc sợ thiền mốt báo cáo sư luôn sư nhắc quý vị luôn cái này sư nói hoài mà bây giờ phải nói một lần nữa chứ không nói một lần nữa có khi người ta lại cắt ghép với cái ác ý không chừng đó là chúng ta nên tránh cái thái độ của hệ um, phái đừng có suy nghĩ rằng uh, những ông sư uh, nguyên thủy nói thẳng ông với ông sư nam tông thì là nguyên thủy uh, và còn uh, mấy ông sư mà mấy ông thầy bắc tông uh, là ngoại đạo tránh cái suy nghĩ đó bởi vì sư đã thấy rất là nhiều trong con đường tu có nhiều ông sư tạm gọi là ông sư đi tại ổng có còn là sư hay không mình không biết nhiều vị ha, mặc cái y nguyên thủy mà dạy trên trời dưới đất cũng mang tiếng là quý bá sana, cũng mang tiếng là tứ niệm xứ nha cũng mang tiếng là tứ niệm xứ mà cái tứ niệm xứ của vị đó trên trời dưới đất chứ không chứ không có ở trong kinh nha và thiên hạ theo rất là đông bởi vì nó hay nó hấp dẫn nó mới lạ rồi họ làm những cái đủ chuyện hết trơn á đủ chuyện hết trơn á phun mưa thả gió rồi bài trò này nọ kia vẫn là đắp cái y nam tông đó cho nên là đừng có cứ nghĩ là cứ đắp cái y nam tông lộng sư nguyên thủy không phải à, rồi cũng đừng có nghĩ là những mấy thầy Bắc Tông là chắc ngoại đạo tà kiến xin thưa sai nha. Sư đã từng gặp có vị đó. Sư rất là tôn trọng vị này, sư rất là quý vị này. Bởi vì mặc dù vị này á, à, nó mặc dù thì cũng không đúng. Mà bởi vì vị này mặc đắp cái -E y bắt truyền. Nhưng mà trong tâm của vị này á, có hai cái em sư quý nè. Thứ nhất là Uhm, chủ trương thực hành theo đúng lời dạy của Đức Phật chứ không phải là những cái vị tổ sư bày ra lời Phật dạy là trên hết cái thứ hai là khi hướng dẫn người khác sợ mình nói sai hai cái này là hai cái sư rất là quý mà nói thiệt như hai cái điểm này nhiều ông sư Nam Tông kiếm không ra đấy Ờ, cho nên là mình nên tránh cái thái độ um, phân chia hệ phái Nó chỉ đem đến cái sự chia rẽ chứ thôi Chứ nó không có đem được cái gì tốt hơn đâu ừ. Giống như là Một vụ uh, vì một nhà Một vị cha nhà thờ đi Thực hành bánh chánh đạo Vẫn có thể đắc đạo Vẫn có thể đắc tu hoàng Chẳng chí vẫn có thể đắc ở hán Thực hành Còn một vượng sư đắp y cạo đầu Mặc y trịt dây trái lâm y bác đi nhưng hành không hành bát chánh đạo dễ vui phóng dật không giữ giới không tu hành thì vẫn đọa như thường